100 đô la Mỹ mỗi giờ để sử dụng phòng họp. Tuy là phòng họp chung của công ty nhưng nhân viên hãng sản xuất chip Disco Corp Nhật Bản vẫn phải trả phí 100 đô la Mỹ nếu muốn sử dụng. Disco Corp muốn hạn chế nhân viên họp hành để tập trung nhiều hơn vào sản xuất. Hãng này có 5.000 nhân viên và tất nhiên không ai muốn bỏ tiền túi ra họp. Những cuộc họp dài lê thê và tốn thời gian vì thế được cắt giảm tối đa. Tại Disco Corp, mọi thứ đều mất tiền, từ sử dụng bàn ghế văn phòng đến máy tính, thậm chí chỗ để dù che mưa che nắng phí sử dụng sẽ được quy đổi ra tiền ảo nội bộ có tên Win, tương đương 1 phần 4 đồng yên. Toshio Naito, người thiết kế ra chương trình tính phí trên cho biết rằng, việc tạo ra mô hình kinh tế tự do giống như môi trường ngoài công ty, điều đó giúp thúc đẩy hiệu quả và thôi thúc nhân viên làm việc sáng tạo hơn. Mô hình này được áp dụng từ năm 2011, nhờ mô hình tính phí trên. Doanh thu của Disco Cop tăng 26% so với cách đây 8 năm, đạt giá trị thị trường sấp xỉ 5 tỷ đô la Mỹ. Disco Corp cũng là một trong số doanh nghiệp đầu tiên được chính phủ Nhật Bản trao tặng bằng khen cho môi trường làm việc lý tưởng.